Mỗi ngày có hàng trăm phương tiện đi qua cây cầu treo bắc ngang kênh sáng Bạc Liêu - Cà Mau, nối giữa ấp An Khoa của xã Vĩnh Mỹ B và ấp 15A của xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình. Mỗi khi có xe máy chở hàng hoặc cùng lúc có nhiều xe lưu thông trên cầu là mọi người không khỏi lo lắng vì cây cầu rung lắc dữ dội. Chạy sử dụng đơn chiếc thì đỡ, còn mà đi hai đơn chiếc ngang là nó sạc. Mấy ấy nhanh quá cũng khó cho mình nữa. Khó thì mình thấy không sợ. Cái bị cái dốc quá gấp. Theo người dân, trước đây cây cầu bị xuống cấp, dây cáp bị trùng nên rung lắc dữ dội. Dù qua ngành chức năng đã bảo trì, sửa chữa, nhưng tình trạng rung lắc, chao đảo vẫn còn diễn ra. Đáng lo ngại khi trời mưa, cây cầu treo vừa rung lắc lại vừa trơn trượt, rất nguy hiểm. Mới sửa mà vẫn còn kêu như thường, bây giờ người dân mà lạ đi là chịu nổi. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu, cầu treo trên địa bàn toàn tỉnh giao cho các huyện, thành phố quản lý. Trước tình trạng này, địa phương cần rà soát, đề xuất sửa chữa, nâng cấp cầu treo bị hư hỏng để phục vụ việc đi lại, nhất là vào mùa mưa, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.